87 cân, bụng mỡ, đùi to. Lên đầu cho anh em đi đón giao thừa nhá. Trong túi chỉ cần có 3 lít. Chuyện nhỏ, đầu tiên sẽ lên cho anh em có quần baggy cặp chun tới từ nhà Matrix. Với cặp chun siêu co giãn và có size đến 110kg, giúp anh em hoạt động thoải mái. Cùng với đó sẽ che đi cho anh em khuyết điểm bụng mỡ nhá. Tiếp theo sẽ là form đứng, giúp anh em vừa hách chiều cao mà lại còn che được đi khuyết điểm bắp chân to, bắp đùi to. Và cuối cùng là chất liệu vải jean nhập hàng cao cấp, cam kết cho anh em là không nhăn, không xù, không bay màu anh em nhá. Chưa hết, một set chưa đến 300k mà sẽ có thêm một chiếc áo thun cho anh em nữa. Để anh em đón Tết là tuyệt vời rồi nhá. Ok, bây giờ hãy cùng mình lên đồ để xem là set quần áo anh sẽ như thế nào nhá. Quên mất, không thể nào mà thiếu một chiếc Vasivi trong cái mùa đông lạnh giá này được. Anh em thấy thế nào ạ? Set đồ chỉ vài trăm ca thôi nhưng mà rất là ok anh em nhá. Bên cạnh đó, Matrix vẫn đang diễn ra chương trình mua 3 tính tiền 2 cho anh em. Anh em nào ưng thì nhấn ngay vào link giỏ hàng để không bỏ lỡ cơ hội đấy nhá. Chào anh em.